Ui em ơi, chợ. Nó kêu đây. Từ từ xuống dưới xem vậy. Nó kêu to lắm. Lụng hai anh em đặt. Thằng này. Đấy, đây đây. Đây 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 đây. Ồ này các bác. Trên này nó ăn cái quả gì này. Đúng luôn. Thì em sẽ đặt một chiếc ở đây nhá. Nó đi này. Đây này. Các bác xem này. Đây nữa này. Em quý xin chào tất cả các bác nha. Nay em di chuyển vùng mới để đặt bới các bác nha. Đó, đây này. Đây đang có con suối này. Đó. Em sẽ ở trên kia, em sẽ làm cái lán ở trên kia kìa. Nhưng mà trước mắt giờ em sẽ đi đặt bới các bác nha. Tại vì cái tiết này tầm 3 giờ chiều là đặt bới là không có nhìn thấy cái đường mới của nó đi nữa các bác ạ. Nhìn thấy có đường thôi nhưng mà không được nhìn thấy là nó có đi mới hay không ấy. Nên em sẽ tranh thủ đánh cái buổi sáng nhé. Còn tí nữa về mới làm nơi trú ẩn sau nhé các bác nhé. Bác cùng theo em đi đặt bới chuột nha. Này mang khá là nhiều ấy. Hơn 40 chiếc. Đây có nhiều đường phượt bỉ lắm các bác ạ. Nhưng mà chả biết có chuột hang hay không thôi, nhưng mà có nhiều đường bỉ lắm. Ai da. Đó em sẽ đánh thế này nha các bác nhá. Đó, do đây một mình em vừa quay vừa đánh bới nên em không có quay được nhá. Tại nó khá là bẩn này, không cầm được máy quay này. Đó, em sẽ đánh như thế này các bác nhá. Đó, các bác nhìn lối đi này. Đây này. Đây. Đó, khá là nhắn đó. Này các bác. Nó đi này. Đây này. Các bác xem này. Đây nữa này. Kìa. Nó đi ghê lắm nhưng mà cái này em thấy nó là con sóc đất các bác ạ. Con sóc đất nó về nó ăn quả ấy. Ăn xong hết quả rồi, giờ nó chạy rồi, chỉ còn mấy đường không này, nó không còn đi mới nữa rồi. Giờ mà đánh là bấy ở đây là tỷ lệ sập là rất là ít. Tại vì nó là con sóc đất này. Đó, nó ăn hết quả rồi, giờ nó chạy rồi. Nên đánh mấy chiếc ở đây xem thế nào. Đánh nhiều quá ở đây sợ nó không còn đấy, thì mai nó sẽ không có chuột các bác ạ. Đó, em sẽ đánh một chiếc ở đây nhé. Đó các bác, con sóc đất nó về nó ăn cái quả này này. Nó ăn giờ hết quả rồi, nó chạy rồi. Giờ còn mũi đường của nó ở đây không. Giờ mình mà đánh bấy thì nó sẽ không, tỷ lệ sập nó rất là thấp luôn các bác ạ. Đây này các bác, chuột nó về nó ăn cái quả này này. Đó. Ăn nhiều lắm nhưng mà ăn nó kiểu như ăn cú cú rồi ấy. Nhưng không còn mới nữa. Thế đây phát hiện ông khoai lấy nước này các bác. Ui nhiều thế. Này chắc nó ở gần đây rồi. Xuống nhiều này nè. Để xem nó bay sang hướng nào các bác nhá.
Mùa này ông khoái lại có ấy rồi. Ui, nó bay sang hướng kia các bác ạ. Đây này các bác, bên kia cũng khá là nhiều kìa. Đó, đèn đèn đó, đó, nó đang xuống đó. Vậy là em đã đặt bẫy xong các bác nhá. Rồi, đến đây này. Thấy có cái cây cỏ này này, đó. Ui, các bác nhìn thấy xuống không? Thế em chặt tầm khoảng 10 tấm để đi làm lều nhá các bác nhá. Làm lều với dài dưới để làm với các bác. Ồ, hai anh em cũng thế nơi đánh bẫy à? Ô, tưởng hai anh em không sang đây. Dạ. Hóa ra hai anh em này cũng sang các bác ạ. Hai anh em kinh Triệu Văn Hùng. Anh định làm trên kia kìa. Anh bây giờ mới lấy cái đấy lên. Ờ. Em giờ mình lấy cái lá cỏ này. Không có đủ không mấy tấm. Tầm 7-8 tấm. Không đến đâu, có 5-6 tấm. 7-8 tấm mới để được dưới sàn thôi. Công ty che trên mái này không đủ che. Cái này chỉ cần một tấm, một tấm là mưa nó không xuống được. Em sẽ làm nơi chỗ ẩn chỗ này nha các bác nhé. Em sẽ đi chặt cơi để làm nơi chỗ ẩn các bác ạ.
Vậy là cái mái của em đã xong các bác nhá. Chỉ thế thôi. Ở thế thôi. Đủ ở rồi các bác ạ. Đây, lá đẹp lắm các bác ạ. Không giờ kiểu rộn được. Không giờ có kiểu là rộn được các bác nhá. Lá cực kỳ đẹp luôn. Dao các bác nhá. Dao tối nay ăn lẩu. Đi xem có dao gì không nhỉ? Hôm lúc kia anh đánh bới trong kia anh thấy có cái dao dớn nhiều lắm. Đi qua đấy đi. Ừ. Thằng đấy lấy xem có thấy không? Dao dớn thì ăn lẩu cũng được nhỉ. Ngon mà. Trước bọn em ăn rồi. Dạ. Yeah. Ăn lẩu ngon lắm. Này. Ở trong rừng cứ kiểu này mà ở nhà anh rừng nhà cứ kiểu này có hay có con kiểu cống nhùm đi lắm. Cái này em ơi, cái này. Rau dớn hả? Rau dớn đấy. Rau dớn này. Nhưng mà nó không có cây non. Lấy một cái lá ra. Để xem nào. Phải đâu. Để anh lấy thôi, chú cầm thôi. Ngộm đấy. Cái này không phải là quá, nó to quá thế nào. Cái này anh nói đây không phải đâu. Có cái đây phải là. Làm gì, cái này và cái kia nó giống nhau. Chết dở thật. Lấy dao rừng mà lật tấm mơ này. Đây này, cái này này nó phải này. Tại vì dao dấn nó có nhiều loại lắm nhỉ. Ừ. Nó kiểu nó dạng nó giống nhau rồi. Không cẩn thận là bởi thế mới bảo nó có nhiều cái nó giống cây rồi. Nó giống nhiều cái loại nó giống. Ủa, nó không có cái non này thì hỏng rồi. Cái này phải mà. Còn sợ không phải nữa. Phải xem gió. Không biết tới vị. Ăn thì đau bụng thôi. Sợ đau bụng. Chắc không đau bụng đâu. Còn một cái cây giết gì nó Không độc mấy đâu. Nó vẫn ăn được nhưng mà nó sẽ kiểu như là om ấy. Thế nó không kiểu nó không độc đến nỗi mà mình phải ngỏm đâu. Nhờ. Nó kiểu dạng hơi khó chịu ấy. Nấm nhưng mà nấm mà không ăn đúng à. Nấm có loại độc lắm ấy. Nhiều loại nấm mà. Thì nhiều mà nó không có cây non. Mùa này nó gần già hết rồi nhỉ. Thế. Không nhận tập ở trong rừng già này. Ngoài ra này nhưng mà ở nhà ở quê nhà mình con, nhà con đẹp lắm. Cái kia không phải à? Không phải đâu, không phải. Đây cái non non này. Phải này. Chuyên gia đi lấy rồi. Chắc. Còn người sao mình biết được. Người sao mà biết được cái thế nào nó phải không phải. Nó mình nhìn là biết mà đây này cái loại này nó trắng đây này. Nó bóng, lá bên trên rồi, nó bóng. Nhưng mà nó không có cái non mới đau lòng chứ. Đây này các bác, loại này là dao dấn các bác nhá. Đây này, đó. Đây này. Đây này. Con loại này không phải các bác nhá, nó y như nhau luôn nhưng mà loại này lá nó to hơn này. Đó. Còn một loại nữa, loại này anh. Lá nó to này. Cái loại này lá này. Không, loại này nó khác. Đây. Loại này là cây dương xỉ nó khác rồi. Nhưng mà nhìn lá đây này. Thôi, còn lá, nếu lá, mà phân biệt lá phân nó biệt. Sẽ khác nhau này. Cây dao dấn nó sẽ mọc cành thế này nhá, còn cây loại dương xỉ này nó sẽ không mọc cành nhá. Đó, nó chỉ như thế này này. Nhìn lá nó hơi gần giống ấy. Nếu mà không biết phân biệt là không cũng giống ấy. Cái này nó là phải đây này. Không có cái non à? Đây, để non này. Đây lấy.
Ui, này nghĩ đến cảnh chấm ấy nhỉ. Chấm chấm ớt, cài chấm cài. Lẩu ơi. Ngon. Nghĩ đến cảnh chấm lẩu thì thôi rồi. Cứ để này. Với nồi đúng không? Ô như là chết rồi. Chết rồi. Heo chết rồi. Chứ còn heo thì. Sao nó lại heo nhỉ? Này, nó bùi. Này, non đâu xem nào. Này nấu đi. Nấu cả cái nấu cả thân cái luôn. Canh của nó là hơi bị siêu luôn. Loại này cũng ăn được này em. Mà già quá. Ủ gài nhiều khi. Ôi, cái này nấu sao ăn được, nó chọc vào mồm. Ăn tiệc quá. Nó chín chắc đường nhỉ. Nó hơi, chín cho hơi. Nó không cái gai nó chắc nó bớt có đi gai một tí. Thật đấy, ăn nó chọc vào mồm, ăn cái khác nó không ngon đâu. Ui em ơi, chốt. Từ từ xuống dưới xem nữa. Kiểu đụng hai anh em đặt này. Đấy, 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 đấy. Con gì đấy? Chuột hàng đấy nhỉ? Bình tĩnh thôi. Đây món, đâu? Đây. Không phải đâu. Đây, đây, to. Chuột hàng đây, bảo rồi. Nhưng mà chuột hàng con. Hàng con. Ui, kẹp ghê. Lấy anh. Món thế mà nó kêu ghê nhỉ. Thằng con. Không rồi. Mình nghe tiếng. Ôi. Nghe tiếng kêu là biết chỗ hàng này. Đây có được một con rồi này. Bây giờ ngay chỗ ở lại được một con. Bên kia lại được một con nữa. Ra xem. Con này chắc chuột thôi quá. Đâu nhỉ? Nó ở bên cái bẫy này nhỉ. Ngồi đây mà. Đây mà. Ui hàng chuột hàng. Ui cái này còn vàng bắt. Trúng chân. Ô chảy rồi. Ôi. Chảy mất. Ôi nó chảy tít xuống đây rồi. Không chắc mất rồi. Ôi. Trúng có tí chân. Biết thế chảy ra vô phát là được rồi. Tiếc thế nhỉ. Mất món. Ơi nhỉ. Ôi chán thật đấy. Đó các bác, em vừa dùng cái ná này em làm được một con các bác ạ. Đây này, dùng cái ná này em làm được một con kìa. Ui kìa, ấy được một con các bác nha. Chuột hàng đấy. Giờ em sẽ thôi thử con suối này xem có cua không các bác nhá. Kìa rồi, kìa có một con này. Mà nó bé lắm các bác ạ. Giờ em sẽ đi bắt các bác nhá. Thất bại rồi các bác ơi. Không có lấy một con cua nào luôn. Sợ thật. Kiểu ở đây nó gần dần quá ấy các bác. Gần cái bản ở ngoài này quá. Họ cũng về thòi hết rồi. Giờ các bác sẽ em đi thăm mấy chiếc bẫy ở đây xung quanh đây xem nha. Nó gần đấy thôi các bác ạ. Chả biết có hay không đâu. Ôi, không chụp đâu. Lạ nhỉ. Hôm nay bấy của mình kiểu gì đây? Cái kia đồng em chuột các bác ạ. Chuột thôi, không phải chuột hàng đâu, chuột thôi. Ăn nhiều thế tưởng là chuột hàng, không phải. Chuột thôi.
cá nấu thôi. Nấu mấy cái kia nó không bị khô đâu. Tao xong vớt ra thì nó cá nhỉ. Ừ, thấy đúng. Trong cái này thì mình mà để ngủ ăn ngon. Nhìn ngon mà ít quá. Cái đường này nhỉ. Đây. Ôi. Ngon nhỉ. Ngon đấy. Ba anh em là đủ phê đấy. Có chỗ cứng lắm, dài ăn nhai không nhai được nhỉ. Cái chỗ thế này nhai khó đấy. Đây hôm nay ba anh em chỉ có thế này thôi các bác ạ. Đầu tiên là món thịt chuột nhá. Hôm nay có mỗi một con chuột nhỉ, còn ba con là chuột hang. Ba con chuột hang. Với lại da lợn nướng. Còn món này là món rau dấn này. Còn này là món cá này, cá này đây này này. Đây này. Đó. Thì em xin mời các bác cùng ba anh em ăn cơm nhá. Cùng đi ở trước này. Đây các bác ơi, đây là món thịt chuột các bác nhá. Đó. Thịt chuột. Đùi khá là ok đấy. Đùi này. Sẽ thử miếng đùi. Chấm nước chấm. Đùi này. Mời tất cả mọi người nhá. Chuột non mà dai thế nhỉ. Thơm lắm. Ăn ở xương luôn. Đặc sản. Cái cay. Ngon. Đặc sản miền núi nhỉ. Sản miền núi rừng. Đây là đuôi nhá. Đuôi ăn nó dai dai này, ngon mà. Không bỏ xương, không bỏ tí xương nào luôn này. À, ngon đấy nhỉ. Ngon. Quay nào, quay nào. Đây, ôi. À, ba anh em xin mời tất cả các bác cùng ba anh em làm hớp bia nhá. Mời mọi người hớp bia nhá. Mời mọi người hớp bia nhá. Dừng để uống bia nghe chất đấy. Nhưng mà mùa lạnh không hơi lạnh đúng bài mới nhỉ. Không hợp. Bia như cho vào đá. Lạnh thật nhỉ. Lạnh. Hớp đâu lúc nào cũng bây giờ. Xin mời các bác miếng thịt chuột. Đùi chuột nhá. Mời tất cả mọi người miếng thịt chuột nhá. Ngon đấy nhỉ. Ngon. Mời mọi người miếng thịt chuột nhá. Thơm. Có tỏi vào khác hẳn nhỉ. Vừa gừng vừa tỏi. Thơm ngon bổ dưỡng. Khả năng là ăn hết xương luôn này. Anh không chơi xương. Miếng của em ăn xương thoải mái. Anh Quý gắp cá đến đây để ăn. Cá nhiều nhưng mà không bắt được. Thế nhỉ? Nhiều cá. Không em mà. em không nghĩ là nó có cá thôi, không là thế... làm cái bán cá ấy. Ăn cá nó đi luôn. Ăn thỏa thích luôn. À, ăn cá đi hai anh em. Đi, cá nấu với cái xin mời các bác. Cá còn ba anh em ăn cá nhá. Cá nấu canh chua các bác ạ. Canh chua.
Đây, mời tất cả mọi người miếng cá nhá. Ngon. Ê. Cá nấu canh chua là nó rất là hợp nhá, cái canh nó ngon lắm. Mời mọi người miếng cá nhá. Ôi cá này nhìn ngon, cá lóc ngon lắm. Ôi cá lóc. Ôi, cá lóc thì xương nó ít. Lóc xương ít. Cá lóc rồi còn cá lóc trong rừng già nữa nó mới mới đẳng cấp. Chờ đây nhở. Cá lóc ở nhà nó khác cá lóc này ở trong rừng già rồi đấy chứ. Trong rừng già nên là mấy anh em không nghĩ là nó có cá thế mới hay. Ăn vị nó khác hẳn trong ở nhà. Trong rừng già. Miếng da lợi này nhìn có vẻ ngon. Quá ngon luôn. Ui. Dài. Này tứ thì cái đang cái hương cá cợt ở gần răng. Anh phải nhai kỹ vào. Cá lợi ít xương mà anh bị trọng. Anh mà ăn cá râu thì lúc nào. Ôi trời ơi. Nó trọng vào cái mép thịt răng ấy, chân răng ấy. Ai, trọng làm miếng thịt lần đi. Vâng. Em vừa ăn này dài ấy. Da lợn. Dài nhỉ. Dài nhưng mà cái này nhắm với bia này hợp lý à. Anh nghỉ lắm, nó sẽ chín. Chín rồi. Máy anh ạ, đi. Đấy rồi. Chăm chăm nha. Chăm chăm à. Chăm chăm. Bia này nó hơi nhiều ga nhỉ. Nhiều ga không. Không nhiều không hợp lắm. Đây. Sửa lửa to tí để nó ấm xong cái này chút. Thử cái rau rừng nhá. Hơi lạnh thật. Lạnh. Nói chung là hôm nay còn đỡ đấy. Em thấy nó còn đỡ đấy. Rau rừng nhỉ? Phải rau ấy không? Rau dấn các bác nhá. Ui anh được cái rau gai. Cái rau gai lúc anh em mình lấy á? Ờ. Này cái này là xem rau gai này. Hồi nãy vừa bị cá trọng ấy. Bây giờ xem nhá, gai đấy. Chắc gai nó mềm mà hả? Mình nấu lên nó mềm mà. Nó mềm hết rồi. À đây. Đây. Đây cái rau gai đây. Em nghe họ kể được ăn được. Em chưa bao giờ được ăn. Ngon mà. Biết mùi vị nó. Ngon, ngon mà. Đấy em. Đấy ăn thử để biết. Vẫn phải thử chứ. Ăn thử biết cảm nhận được. Ăn thử mới cảm nhận được. Này, nhiều người đi tìm không có đâu đấy. Cái này hiếm. Em thấy hiếm lắm. Ngon lắm. Ngon mà. Ngon mà không có ấy. Tìm mà từ khoảng 20 gốc nhỉ. Cái này một gốc nó không được nhiều đúng không? Một gốc được ít. Nó à, nhưng mà nếu mùa kia nó lá non nhiều, là mùa này lá non ít. Nên nó không phải mùa mấy. Nhưng mùa kia nó này đẳng cấp rồi. À, ăn thịt chuột đi nhỉ. Ngon đặc sản đấy. Tí này để đời này, vứt này chết rồi. Ê, có hôm mà anh đi, hôm trời mưa anh ngủ trong hang mà lạnh thế. Hôm đấy lạnh, hôm đấy bọn em cũng hôm đấy bọn em phải che hết cả xung quanh. Che hai bên mới ngủ được. Ở trong hang anh chỉ có một cái miệng hang nó hơi to một chút nhỉ. Anh mà chay cả hai miệng hang kia nhưng ngon. Ngủ ấm nhưng mà cái miệng hang nó hơi to chút nên gió nó hơi thổi vào. Lạnh lắm. Nó cứ lạnh lạnh mát mát kiểu gì ấy. Tại đây nhỉ. Kiểu nó mát mát kiểu gì ngủ nó khó ngủ. Trời nó cứ lạnh lạnh kiểu gì. Lạnh dưới chân. Đó. Kiểu mình đang ngủ nha mà cái cảm giác nó lạnh khó, cực kỳ khó ngủ luôn. Có nhưng cái... mà ở đây tí mà mình ngủ thế này, nghe cảm giác thế này nó không lạnh mấy đâu nha. Đấy, có cái đó. Cồn này, ngủ nó dễ hơn. Cồn này nó giảm bớt đi cái
miệng lạnh ấy. Cả không có nhưng mà nó vẫn trời trời này nó vẫn đỡ rồi. Nó không có mưa nữa, sương mù nữa. Như anh thấy cây rừng bên này nó vẫn đỡ lạnh hơn cái rừng ở kia nhỉ. Bên khu kia hay? Khu kia lạnh hơn đấy. Khu kia cứ tầm giờ này là toàn sương mù. Không, sương mù đấy là do thời tiết thôi. Đúng rồi, mấy hôm đấy mà ở đây nó vẫn có sương mù mà, nhưng mà thời tiết ở đây nó vẫn cảm giác nó vẫn ấm hơn nhỉ. Lúc mà anh em mình ngủ bên kia nó chả ấm hơn nè. Ở đây bên này chắc vẫn ấm hơn bên kia. Thử cái rau chua. Rau chua nhỉ. Ngon đấy, rau chua ngon lắm. Rau chua nấu canh chua là hợp lý. Ăn xong nấu với cá ngon. Có khi còn ngon hơn cả lá lôm nhỉ. Thật đấy, ăn. Nhưng mà cái này nó không chua có hơn. Nó không chua bằng cái lá lùm. Lùm ăn lá như này nó chua lắm. Đúng. Thôi video chắc em sẽ xin phép kết thúc tại đây nhá. Các bác xem thấy video thầy hai cho em xin một like và một đăng ký kênh nhá. Tạm biệt các bác nha. Giờ em sẽ phải nghỉ ngơi các bác ạ. Các bác cùng chờ kết quả thăm bới vào video tiếp theo nhá.